khi triều đại hưng thịnh thì phải có điềm lành, còn lúc suy vong thì ắt có dị tượng báo hiệu, từ cổ chí kim đều là như vậy. Điều đáng nói là nó trùng hợp đến rợn người khi chúng ta đối chiếu với các sự kiện ngày nay, những điềm hung, các báo trước này chính là một ví dụ điển hình nhất cho điều mà người xưa thường nói, thiên nhân hợp nhất, người và trời hợp nhất. Trong cúng Minh Quý Bắc Lược, kế lục kỳ, một nhà sử học vào cuối nhà Minh và đầu nhà Thanh, đã ghi lại rất nhiều dị tượng cùng cảnh tượng ở không gian khác trước khi nhà Minh sụp đổ. Khi Chu Nguyên Chương lên ngôi vào ngày 4 tháng 1 âm lịch năm 1368, ông đặt tên nước là Đại Minh. Khi Chu Dực Quân lên ngôi, 1572, nhà Minh đã đã trải qua 12 đời hoàng đế. Vị hoàng đế thứ 13 là hoàng đế vạn lịch, trong 15 năm đầu trị vì của mình, dưới sự trợ giúp của trương cư chính, vừa là người phò tá vừa là thầy của hoàng đế, nhà Minh một lần nữa lộ ra cảnh tượng phục hưng, trong sử sách gọi là vạn lịch phục hưng, tuy nhiên, sau cái chết của trương cư chính, vị hoàng đế 20 tuổi vạn lịch bắt đầu tự mình cai trị, ông cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với những vấn đề như tranh chấp. Ban giao, nên từ đó ông đã không thượng triều trong 30 năm, lập kỷ lục về thời gian dài nhất mà một vị hoàng đế không thượng triều trong lịch sử. Lúc này các dị tượng cũng dồn dập xảy ra, đào lớn trên bầu trời, bi dựng ngôn của Lưu Bá Ôn xuất hiện, tháng 3 năm vạn lịch thứ 34, 1606, gà gáy to liên tục trong 5 ngày, người ta thấy trên bầu trời Tây Nam xuất hiện một thanh đao lớn, giống như chiếc thanh long yểm nguyệt đao của quan công, quan vân trường trong tam quốc diễn nghĩa, lưỡi đao hướng lên, qua một tháng mới biến mất. Tháng 5, Lý Tự Thành, người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà Minh vào năm 1644. Chiếm được kinh thành, lên ngôi hoàng đế, được sinh ra đời, có lẽ đây là chủ nhân của thành đao, và hình ảnh trên bầu trời chính là một điềm báo. Vào mùa thu năm thứ 36, 1608, ở Nam Kinh xảy ra trận lụt lớn, hoa màu trên đồng ruộng bị xóa sổ. Một viên quan tên Viên Ứng Thái trên đường đến Hoài Từ Đạo, lúc đi ngang qua sông Hoàng Hà thì vô tình nhìn thấy một tấm bia, trên đó khắc dòng chữ: Bia xuất can qua động, Giang Đông huyết thủy lưu. Hoang mang thiên địa loạn, phát nan quỷ thần sâu. Tạm dịch: Tấm bia xuất hiện, vùng đất Giang Đông. Trung Quốc, máu chảy thành sông. Thiên hạ loạn lạc khiến quỷ khóc, thần sâu. Cuối bài còn đề tên là Lưu Bá Ôn, người vùng Thanh Điền, năm Hồng Vũ thứ nhất. Sau đó, viên ứng thái được lệnh cai quản Lưu Đông, sau khi nơi này bị thất thủ, ông đã tự thiêu mà chết. Lưu Đông mất, tai họa nối tiếp nhau, hầu như mỗi ngày đều có, vào năm vạn lịch thứ 44, 1616, một phụ nữ ở Quảng Ninh sinh ra một con khỉ có hai sừng. Cùng năm đó, nỗ nhĩ cáp xích thành lập nhà hậu kim, bắt chước hệ thống nhà Minh, mở khoa cử tuyển chọn người tài. Vào ngày 25 tháng 2 cùng năm, một trận động đất xảy ra ở Nam Kinh. Một tiếng vang lớn truyền ra từ hướng Tây Bắc, ở Sơn Đông có một khe nước lớn trên mặt đất, sau đó người ta nhìn thấy ngoài cửa chính dương có rồng đang giao đấu, nước sông trong vòng 300 dặm cũng chuyển thành màu đỏ thẫm như máu. Điều này khiến Kinh Thành vô cùng chấn động, ở Thiểm Tây, một con bò cái đã sinh ra một con bê có đầu người, vào ngày 23 tháng 6, chuồng chuồng bay từ phía đông nam đến, che khuất bầu trời. Đang chuồng chuồng tựa như một cơn gió lớn thổi bay đất cát, nhiều vô số không thể đếm hết. Tại thôn Tú Thủy, người ta nhìn thấy mấy con chim lạ có đầu người. Thân chim, chúng tụ tập trên cây vài ngày trước khi rời đi, hạn hán, nạn châu chấu và chuột tràn lan, khắp nơi xuất hiện hạn hán, và mùa thu là khắc nghiệt nhất. Lưu Tử Nguyên, một nông dân giàu có ở định viễn, đã giết rất nhiều châu chấu gây hại hoa màu, sau đó một đàn châu chấu nhiều như mây lao đến tấn công Lưu, chỉ trong nháy mắt người này đã bị bầy côn trùng ăn sạch, vào năm vạn lịch thứ 45, 1617. Chuột ở phía nam sông Dương Tử hoạt động bất thường, từ cuối tháng 5, hàng ngàn con. Chuột đã vượt sông về phía nam, đào hang và ăn hoa màu. Vào năm vạn lịch thứ 48, 1620, một sao chổi xuất hiện trên bầu trời, dài khoảng 20 trượng, lớn ở phía trên và nhỏ ở phía dưới. Một ánh sáng trắng ngưng tụ sông thẳng vào đám mây, giống như một lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng trên không, dị tượng này hơn nửa tháng mới biến mất, vị chân nhân tiết lộ cảnh tượng ở không gian khác, điều thần kỳ hơn nữa là vào ngày 4 tháng 4 năm Khang Hy thứ ba của nhà Thanh, 1664, tác giả kế lục kỳ đã từng nghe cha mình nói, ta lúc còn trẻ, có gặp một đạo sĩ ở núi Hoa Sơn, đạo sĩ nói trương chân nhân của giang hữu có xây một đàn tế ở kinh đô phía bắc và quỳ xuống rất lâu nhưng thấy tất cả các vị thần đều không có trên trời chỉ có một vị quan thánh đang canh giữ cửa nam thiên môn vị chân nhân này liên hỏi vị thần canh cửa những vị thần tiên kia đã đi đâu rồi quan thánh nói hôm nay có thiên tử mới xuất thế nên tất cả các vị thần đều xuống bảo vệ người này chân nhân hỏi vậy tại sao ngài không đi quan thánh nói ta từng nhận hậu ân của nhà Minh, nên ta không có đi, chuyện này xảy ra vào năm vạn lịch thứ hai, 1574, lúc đó nhà Minh còn thái bình thịnh trị, người nghe cũng không tin, mãi đến khi nhà Minh diệt vong. Người ta mới biết rằng lời tiên tri trong câu chuyện đã trở thành sự thật. Như vậy xem ra, đời người và sự thay đổi giữa các triều đại đều là do trời cao an bài, ngày nay dị tượng liên tiếp xuất hiện, thiên tai bất thường, thời tiết đảo lộn, sông chuyển thành màu máu trên trời xuất hiện nhiều điềm báo khác thường tảng đá lớn khắc chữ trung quốc cộng sản đảng vong có niên đại mấy trăm triệu năm tuổi được phát hiện nhìn lại các câu chuyện lịch sử rồi nhìn lại những sự kiện ngày nay không khỏi khiến chúng ta giật mình